các bạn đã đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 2017 có nhiều nội dung chính như sau. Khởi tố người vợ cùng tình nhân chôn xác chồng. Công ty du lịch đưa khách chui đến thác Hàng Cọp. Thấy vợ cũ ôm phi công trẻ ngủ, chồng sát hại tình địch. Xác định hai nhóm thanh niên chém nhau như phim. Đang kéo lưới, phát hiện thi thể không đầu. Nữ nghị sĩ chống tổng thống Duterte bị bắt. Chất độc giết Kim Jong Nam là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị thính giả thân mến, sáng nay ngày 24 tháng 2, Đại tá Phùng Tất Thành, trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Đức, 29 tuổi, trú huyện Bảo Lâm, để điều tra về tội giết người. Đức được xác định là nghi can chính đã sát hại anh Vũ Di Hành, 31 tuổi, trú thành phố Bảo Lộc, rồi chôn xác phi tang. Công an cũng khởi tố bị can Trần Thị Tuyết Hương, vợ nạn nhân Hành, bắt tạm giam người này về tội che giấu tội phạm. Theo thông tin điều tra, vào ngày 22 tháng 12 năm 2016, Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Hành là anh Hành bị mất tích 6 ngày trước đó. Qua xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án điều tra. Cơ quan điều tra xác định Đức là nghi can nên bắt giữ. Đức khai nhận sát hại anh Hành là do có quan hệ tình cảm với Hương, vợ nạn nhân Hành. Quá trình Đức giết hại anh Hành, Hương chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không tố giác mà còn cùng hung thủ chôn xác nạn nhân. Sau khi sát hại, Đức lấy điện thoại của anh Hành nhắn cho người thân của anh nói là bỏ nhà đi với người khác. Hương thì loan tin trên trang cá nhân của mình là chồng bỏ đi theo bồ để đánh lạc hướng điều tra. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan tai nạn khi tham gia trò chơi mạo hiểm tại thác Hàng Cọp, xã Xuân Thọ, Đà Lạt, làm du khách người Ba Lan và hướng dẫn viên tử vong, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo chính thức về vụ tai nạn này. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Giấc Mơ Vàng Go Dream có trụ sở tại số 18 Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt không đăng ký hoạt động tour du lịch mạo hiểm, không có chức năng tiếp nhận và hướng dẫn cho du khách quốc tế nhưng đã tiếp nhận đoàn du khách 8 người nước ngoài. Như chúng tôi đã thông tin, vào sáng ngày 3 tháng 2, hai hướng dẫn viên du lịch là Nguyễn Quốc Khánh và Cao Minh Quang đưa du khách đến khu du lịch sinh thái thác Hàng Cọp để tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác. Trong khi đang đu dây, hướng dẫn viên Khánh và du khách Squirka Raffle, quốc tịch Ba Lan, trượt tay. Cả hai rơi xuống phía dưới, rơi ở độ cao hơn 20 mét, bị va đập mạnh vào đá nên cả hai tử vong, bị nước cuốn về phía hạ nguồn. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Quý vị thính giả thân mến, ngày 24 tháng 2, Công an quận 12 đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi phạm Nguyễn Đào, 60 tuổi, ngụ quận Tân Bình, cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Đào và vợ 47 tuổi mâu thuẫn tình cảm nên ly thân từ trước Tết. Người phụ nữ cùng con gái chuyển đến thuê căn nhà ở khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để ở và buôn bán vài phế liệu. Bà này thuê người đàn ông 39 tuổi, quê Lâm Đồng, làm tài xế chở hàng. Đào nhiều lần thuyết phục vợ quay về chung sống nhưng không thành. Sau đó Đào nghi ngờ vợ và người làm thuê có quan hệ tình cảm. Rạng sáng ngày 22 tháng 2, Đào đến nơi vợ ở, gọi mãi nhưng không ai mở cửa. Ông này tự leo cổng vào nhà thì phát hiện vợ cùng anh tài xế đang ôm nhau ngủ. Cơn ghen nổi lên, Đào nhặt đoạn gỗ đập liên tiếp vào người tình trạng của vợ. Khi vợ Đào thức giấc, hô hoán cầu cứu thì bị chồng quay sang tấn công, bị thương tích nặng. Anh tài xế cố gắng vùng chạy nhưng bị Đào đập thêm nhiều nhát nữa và gục tại chỗ. Lúc này, hàng xóm mới đến tước đoạn gỗ, bắt giữ Đào cho công an. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông bị chấn thương sọ não nặng không qua khỏi. Ngày 23 tháng 2, Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho biết đang điều tra đề nghị xử lý những người liên quan đến vụ đánh nhau gây náo loạn khu dân cư tại xã Vĩnh Tân. Đây là hai nhóm đánh nhau mà trước đó có đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội. Qua điều tra, công an xác định tối ngày 6 tháng 1 tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, trong lúc ăn nhậu với nhau, Nguyễn Đức Thành, 25 tuổi, ngụ xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom và Trần Quang Thương, 28 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa có xảy ra mâu thuẫn với Trần Quốc Tuấn, 30 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn. Thành đã dùng chén nhựa ném Tuấn cho hai bên xô xát và được mọi người can ngăn. Đến ngày 7 tháng 1, nhóm của Thương và Tuấn gặp nhau tại quán cà phê ở ấp 1, xã Vĩnh Tân. Tại đây, hai bên diễn ra hỗn chiến, hậu quả qua xô xát khiến Thương bị chém đứt gân tay, rách vùng đầu 2 cm và Nguyễn Văn Long là người của nhóm Thương bị thương tích vùng đầu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 24 tháng 2, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ danh tính, nguyên nhân tử vong của một người được người dân phát hiện đã tử vong tại địa phương. Trước đó, ngày 21 tháng 2, một người dân dùng lưới đánh cá tại một ao hoang ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thì kéo lên một thi thể người. Thi thể được phát hiện đang trong tình trạng phân hủy nặng, phần đầu không còn, mặc áo thun màu xanh, quần thun ngắn màu xám. Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.
Theo The Guardian, thượng nghị sĩ Lila de Lima bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ từ các tay buôn ma túy trong nhà tù. Vào ngày 23 tháng 2, tòa án xét xử tại khu vực thành phố Montelupa, Malina đã phát hiện và bắt giữ đối với bà Lima. Sau khi lệnh bắt được ban hành, bà Lima trở về nhà cùng gia đình, nhưng sau đó trở lại văn phòng thượng viện, nơi cảnh sát không thể bắt bà. Thượng nghị sĩ 57 tuổi giải thích rằng bà cảm thấy không an toàn khi bị bắt vào giữa đêm khuya và sẽ tuyên bố đợi cảnh sát bắt giữ vào sáng ngày 4 tháng 2. Nữ nghị sĩ Lima bị cáo buộc nhận hối lộ từ những tay buôn ma túy trong nhà tù khi bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino. Tuy nhiên, bà Lima và những người ủng hộ bà khẳng định rằng bà vô tội, nói rằng Tổng thống Rodrigo Duterte làm như vậy là nhằm ngăn chặn những lời chỉ trích đối với chiến dịch chống ma túy đẫm máu. Liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam, cảnh sát Malaysia vừa tuyên bố đã xác định chất độc giết chết công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Jong, được cho là của ông Kim Jong Nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo thông báo của cảnh sát Malaysia, đây là chất độc thần kinh VX. Kết luận này căn cứ vào kết quả xét nghiệm từ mặt và mắt của nạn nhân. VX là một loại chất không màu, không mùi khi được pha ở dạng dung dịch có màu nâu. Đây là chất cực kỳ độc, thường chỉ dùng trong chiến tranh hóa học, bị Liên Hợp Quốc liệt vào dạng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Công ước vũ khí hóa học năm 1993 cấm sản xuất và tàn trữ VX. Cảnh sát cho biết hiện Trung tâm Vũ khí hóa học nước này vẫn đang phân tích các mẫu vật khác lấy từ thi thể của ông Kim. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh Belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.